Vâng, alo alo, vâng em xin chào tất cả mọi người. Vâng em chào tất cả mọi người đến với cửa hàng em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu các bác nhé. Thì hôm nay bên em lại có về rất nhiều hàng các bác, về rất nhiều hàng ngụt hàng mới các bác nhé. Thì bên em bóc tạm ra vài con để review đến các bác. Các bác quan tâm những sản phẩm gì thì các bác đặt gọi điện trực tiếp đến cho em theo số điện thoại 0367 386 796 các bác nhé. Và cửa hàng em nó là cửa hàng Thành Đồ Cổ. Và vâng, số điện thoại bên em giao dịch là số 0367 386 796. Và số tài khoản duy nhất là số tài khoản 0963 077 655. Vâng, ngân hàng VP Bank, chủ tài khoản Đinh Văn Trung các bác nhé. Thì sản phẩm đầu tiên các bác, sản phẩm đầu tiên thì em xin like một chiếc đồng hồ con Z các bác, một con Z Dung Han đời Z. Vâng, đời Z rẻ quạt các bác nhé, đời rẻ quạt với những cái bông hoa Macca các bác, với những bông hoa Macca thùng gỗ sồi chắc chắn, thùng sáng suông, nhìn trông rất là đẹp và sạch sẽ các bác này. Sạch sẽ. Với những con Z Dung Han thế này thì nó có cho giá trị rất là cao quá, giá trị rất là cao. Kích thước của nó là 73 x 30 ạ. 73 x 30 cm các bác nhé. Và con này thì bên em xin sale với giá 3 triệu 200 nghìn thôi các bác. Sản phẩm đầu này 3 triệu 200 nghìn. Đây các bác này, nét con bọ lẹt luôn các bác, nhìn nuột là các bác. Nắc đây các bác nhé. Máy đây các bác nhé, máy đời gì mũi tên. Con này em sản phẩm đầu line em sale thôi các bác nhé, sản phẩm đầu line em sale thôi. Còn thường thường bên em bán những con này 3 triệu rưỡi cơ các bác, 3 triệu rưỡi. Nhưng con này đầu line em sale. Bao nhiêu anh? 3 triệu 2 cho em. Siêu siêu mềm thôi luôn các bác nhé. Em xin nhanh nhanh một chút. Vâng, con này thì siêu đẹp rồi, đúng không ạ? Thùng siêu đẹp các bác nhé. Hoa vân vần vạn. Cánh rào, kính rào nhà thờ, mài vát hết các bác, mài hết này, mài này. Đấy. Thùng các bác, thùng hoa văn chạm trổ rất là đẹp, đúng không ạ? Thùng siêu đẹp luôn các bác ạ. Đáy đây các bác nhé, đế. Các bác nhìn cái vân gỗ cũng rất là chắc chắn, rất là vâng. Chắc rất là chắc chắn các bác này. Đúng không ạ? Thùng bộ gỗ sồi. Quả lắc đây các bác nhé. Quả lắc hơi móp chút thì thợ nhà sẽ lắn cho tròn. Các bác nhé, em sẽ lắn cho đẹp đây. Quả lắc đầu vô si, quả lắc này cả triệu một quả các bác ạ. Đúng không ạ? Em sẽ đủn lên cho nó tròn, nếu không tròn thì đổi cho các bác quả lắc khác, các bác yên tâm. Mặt đây các bác nhé, mặt 20. Thùng đẹp lắm, cái thùng này mua lắp 36 đẹp tuyệt vời luôn. Vâng, con này là bộ máy Zizot các bác nhé, bộ máy Zizot. Máy đây các bác này, máy rất là đẹp đúng không ạ, máy rất là đẹp luôn. Hồ Giang các bác, lau dầu nữa là chạy ngon lành các bác. Lau dầu chạy ngon lành luôn các bác nhé. Hàng vừa về vừa bóc kiện này các bác này. Con này em xin sale với giá 3 triệu 900 nghìn thôi. 3 triệu 900 nghìn con này, giật mình luôn đúng không ạ, 3 triệu 900 nghìn. Con dưới con gì nữa? Con bên dưới nữa. Sụp thùng rồi các bác. Toàn hàng đẹp thôi các bác nhé. Toàn hàng đẹp thôi đấy ạ. Và tới đây một chiếc đồng hồ vừa đẹp. Thùng này các bác nhìn thùng đẹp nhỉ, đúng không? Zin Tây các bác. Vừa về xong bóc ra em vừa xé kiện, xong em xé một kiện rồi các bác nhé. Em xé một kiện được 5 con. Vâng, dưới kính thủy các bác nhé, dưới kính thủy đẹp long lanh, mê hồn luôn. 67 ạ. Nhân mấy cả 40 ạ. 67 x 40. Thùng này lắp con 36 đẹp tuyệt vời. Các bác có những cái thùng ô đô 36 đúng không ạ? Lắp vào đây đẹp tuyệt vời luôn. Con này có giấy tờ các bác này. Có giấy tờ đây các bác nhé, có giấy tờ. Củ côn đây các bác, củ côn lòng máng to các bác nhé. Lắc đây các bác nhé. Nắc rất là đẹp đúng không ạ? Máy đây các bác nhé, máy thì đẹp mê hồn luôn. Máy đẹp mê hồn luôn. Đây là phân khúc hàng kỹ các bác nhé, phân khúc hàng kỹ. Bao đem toàn là chọn lọc đây các bác. Đây mặt đây. Nó có hơi phai một chút chỗ này, nó hơi phai nhìn thì không khó thấy các bác, khó nhận ra.
Vâng, em xin sale con này với giá 4 triệu 300 nghìn các bác. 4 triệu 300 nghìn thôi, giá cực kỳ là tốt. Những cái thùng đẹp này 4 triệu 300 nghìn thùng, không thể tưởng tượng rồi. Thùng lắp Odo 36 đẹp tuyệt vời. Ok. Con vai bò khủng khiếp của các bác nhé, phải nói là khủng khiếp của ngày hôm nay. Các bác mấy khi được gặp con vai bò này không ạ? Dã man luôn các bác ạ. Cuốn thư các bác, hai đầu cuộn cuốn thư các bác ạ. Hai đầu cuộn cuốn thư. Sổ hồi các bác nhìn được. Không thể tưởng tượng nổi các bác ạ. Quay máy đây các bác xem. Westminster các bác, kim các bác nhìn kim, nắc kê vàng, chữ lắc kê vàng, số vàng ngầu. Đẹp dã man con này. Máy đây, nó chạy van lăng tóc luôn. Máy chạy van lăng tóc. Đấy, vừa về còn chèn đang chèn xốp luôn. Đấy, chèn xốp. Ok, thế thôi, để cho đỡ va đập. Đấy, chơi bản Westminster quá, chơi bản Westminster. Con này thì bác nào quan tâm các gọi điện trực tiếp đây cho em các. Quan tâm các bác gọi điện trực tiếp đây cho em, có đây ạ. Đo kích thước luôn. Kinh khủng khiếp các bạn. Đó là 78 ạ. 78 cm. Nhân mấy cả? 26. 78 x 26. Toàn số đẹp các bác. 78 x 26 ghi vào luôn. Ngoài đời mấy khi các bác gặp con vai bò đẹp này không ạ? Nó đẹp 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 kinh khủng luôn các bác ạ. Và em xin like chiếc vai bò thứ hai. Chơi bản Westminster các bác, nói chơi bản Westminster đấy ạ. Con này con vai bò cánh diều có nhá, con vai bò cánh diều. Các bác nhìn cụm 3D. Những con này giá trị cao có nhá, hàng toàn là hàng tuyển chọn đấy ạ. Đây các bác nhìn rất là đẹp, bề thế đo kích thước luôn. Mà số la mã các 70 ạ. 70 nhân 24. 70 nhân 24 các bác nhá. Đấy, nhìn 3D quá là đẹp luôn. Đây, con này con mau thơ các bác, mau thơ Đức này. Hàng mới về. Máy đây các bác nhá. 5 côn 5 búa này các bác này. Đấy, máy rất là đẹp. Hàng này toàn hàng VIP các bác nhá, toàn hàng VIP đấy, hàng vừa về đây này. Lô hàng mới về, bọn em bong bọn em bán luôn các bác. Nóng nóng hổi luôn. Con cánh diều này thì em sale các bác, con cánh diều này em sale với giá 5 triệu 300 nghìn. Con cánh diều này giá trị nó cao lắm các bác nhé. Nó cao hơn những con bình thường rất là nhiều các bác nhé. Đẹp các bác nhé. Các bác cứ nói không với từ đẹp xem nào, đúng không ạ? 70 x 24. Và em xin like thêm 1-2 mẫu tạ lê, hai sản phẩm cuối cùng các bác nhé. Hôm nay em video ngắn thôi. Vâng, hai con tạ lê cũng là trong thùng tạ lê mới về, bọn em vừa bóc kiện này là các bạn. Đấy, bóc kiện hàng toàn hàng mới về. Đây con tạ lê cấp vân gỗ sồi, lạc cháy các bác nhìn, nhìn các bác nhìn lạc muốn ăn luôn các bạn, muốn chén luôn cả. Rất là đẹp các bác nhé. Ấm rất là hay, quả cầu được các như đồng đen đúng không ạ? Zin nguyên bản, dầu màu zin nguyên bản. Tạ đây các bác nhé, tạ đây. Các bác muốn màu tạ sáng như màu tạ em mang quả mẫu ra. Các bác muốn sáng thì em lau sáng lên cho các bác nhé. Đây các bác muốn lau sáng tạ lên như này thì em sẽ lau sáng các bác nhé. Đây. Các bác muốn lau sáng thì em sẽ lau tạ sáng cho các bác. Đây màu zin này các bác nhé. Đấy màu zin này, còn bác muốn lau sáng em lau sáng cho các bác. Quả lắc đây các bác nhé. Đẹp leng keng các bác. Còn đó kích thước luôn. Made in Holland các bác, Hà Lan các bác nhé. Vâng, máy FHS của Đức các bác nhé, máy FHS của Đức các bác nhé. 50 ạ. 50. Vâng, con này em xin sale với giá bao nhiêu ạ? 2 triệu 200 nghìn các bác nhé. 2 triệu 200 nghìn con tạ lê đẹp như thế này, chết người không chứ nị. 2 triệu 200 nghìn. Vâng, em xin like một sản phẩm tiếp theo các bác nhé.
Con này như lucky các bạn. Đây các bác nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? Như lắc kê vàng luôn. Phải nói là hiếm lắm mới gặp được cái đồng các bác. Đây con này nó ở đây các bác. Phải nói hiếm lắm thì mới gặp được cái đồng nó sáng nó đẹp này các bác. Các bác nhìn giúp cho em. Đẹp kinh khủng luôn. Đấy. Quả cầu các bác. Quả cầu to như nắm tay luôn các bác nhá. Chuông chén. Âm hay dã man các bạn. Các bác các bác lên các bác nhé, các bác lên chọn con này nhanh và luôn cho em đây này, có hai lỗ vít này, nó tuột hai lỗ vít này, các bác chọn con này nhanh và luôn bởi không mấy khi gặp đồng nó sáng đẹp này các bác. Vân Nu các bác nhé, Vân Nu này các bác nhìn đấy, Vân Nu đồng các bác gần như lucky luôn các bác nhé, gần như lucky luôn, đẹp dã man luôn con này. Đấy các bác nhìn họa tiết đồng, con này em sale với giá 2.300.000, các bác nào nhanh tay được. Để máy đây các bạn này. Đây là cái màu ấy, nó bám màu dầu bám này các bạn này. Đấy. Lau đi vàng ươm. Màu 51/24, máy rất là đẹp đúng không ạ? Đây cái theo nó rất là đẹp các bạn. Hai bên nó hai cái như hai cái sừng các bạn. Con này 2 triệu mấy? 2.3 triệu. To hơn đẹp hơn Vân Nu mà đồng như là đồng vàng luôn. Chỉ có hai con đẹp này các bác nhé, em chọn được có hai con đẹp này. 2.300.000. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Các bác là quan tâm thì trực tiếp các bác gọi điện trực tiếp đến cho em theo số điện thoại 0367386796 và số điện thoại 0963 476 369 các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.